số. Nửa trái tim cháy cho màu cờ nước Nam. Phát Han So, người cha của những chiến binh, trao lửa mỹ đình cháy sáng ngày vinh quang. Phát Han So, người mang lên bao tự hào, truyền lửa thiêng bay lên khắp vùng trời cao. Phố xa nông thôn, rừng sâu hay